Ngày mai nói. Đứng lên. Đi về, đi về, đi về. Ngày mai nói. Em đi trước không? Hả? Em đi trước không? Em đi trước đúng không? Ừ. Thì em sẽ lên phòng nha. Ok, anh ok đúng không? Okay. Ừ, ngày mai nói. Anh biết sao? Gì? Hôm nay có mỗi anh là bạn. Anh có biết em vui như nào khi mà thấy anh gọi đây không? Đương nhiên. Anh luôn ở bên cạnh em mà. Cuộc sống nó có nhiều thứ mà mình phải thú vị với nó, bởi vì mình không biết ngày mai mình sẽ diễn ra như thế nào. Và anh chỉ tôn trọng cảm xúc của ngày hôm nay của em thôi, còn ngày mai thì nói chuyện với anh tiếp. Thì anh sẽ tôn trọng cảm xúc của ngày mai. Bên tất cả những câu chuyện đó, nó là cảm xúc của em. Sao? Tôi thấy chương trình có lựa chọn tôi sai không ta? Tôi thấy chương trình lựa chọn tôi sai á. Trò chơi cảm xúc luôn gặp điều thú vị với tất cả mọi người. Em đừng nghĩ em tự chủ được cảm xúc của em. No. Khi em va chạm vấn đề đi, em mới thấy em không còn làm chủ được nó nữa. Anh thích điều này á em. Anh thích cái cảm xúc bây giờ á em. Anh thích cảm xúc đó. Đó là em á. Sau cuộc vui đêm hôm ấy, các thành viên đều đã về phòng ngủ. Em không coi sao xanh lè vậy? Ờ, sao xanh dữ vậy? Có số. Ổn không anh? Ổn không anh? Còn thở không anh? Ủa sao vậy bà? Anh còn thở. Ủa đi, che mặt lại luôn thôi. Chị Trầm giống chết á. Chị Trầm giống chết á. Không, sợ cảm lạnh á. Lần sau anh đừng có như vậy nữa nha. Đúng không? Đi em. Rồi, ok. Em về nha anh Phong. Nhưng ở ngoài bãi biển vẫn còn hai người đang ngồi cùng nhau. Ngày mai chắc vui nhờ. Em nghĩ ngày mai chắc thú vị á. Anh có thấy vậy không? Đó là thú vị luôn á. Em không ngờ là chuyến đi này em lại có nhiều cảm xúc như vậy luôn á. Nhiều khi lúc mà phát sóng với là em đã ở bên sinh rồi và em với anh sẽ cùng coi chương trình đó. Qua đó rồi tụi mình ngồi cắt cây quay ở đâu đó, mình uống bia và mình ngồi coi, đúng không? Anh cảm khác. Wow. Anh Duy ơi, thật sự ấy, cho hỏi chung ấy, anh không biết anh nghĩ như thế nào.
ngoài đường của em ấy. Anh kết nối. Anh là gì? Người kết nối. Anh mới quá em qua xin anh dẫn em đi Maldives. Em rất muốn đi chỗ đó. Bây giờ ấy. Thứ nhất mà, là em qua bắt em gặp bây anh. Bây giờ ấy mà em đi Maldives ấy là em đi với ai là em yêu ấy luôn. Ồ vậy hả? Ừ. Chứ phải là đi về chia tay hả? Ừ. Em hỏi. Ủa, à. Ủa mà nếu mà đi là yêu nhau á hả? Đây em. Thì bây em hỏi chân đã chắc chưa? À. Nó muốn qua Maldives với em hả? Ờ. Đấy vừa nói xong. Ờ. À, ok anh ủng hộ. Ok. Mình ý là đó, ý là chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng không? Sự xuất hiện của người thứ ba khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo hẳn đi. Căng thẳng quá. Đâu căng thẳng. Thì bị xin cái nè. Em bất ngờ á. Bất ngờ. Ờ em. Gì? Em bất ngờ vì anh. Đã enjoy bọn em như thế. Thật ra anh lớn rồi, anh già rồi, anh biết anh cần phải làm điều gì. Nếu như mình không hạnh phúc được thì mình thấy những đứa em của mình hạnh phúc đó là điều tốt mà. Nhưng những đứa em mình có đủ bản lĩnh để nắm những điều tốt mà mình nghĩ mình dành cho nó hay không? Đó là vấn đề. Trưng lớn. Không phải dân dừa. Và đếm. Để chân lớn yêu. Cũng không phải dân dừa. Thế mình cứ là không phải dàn dừa. Đấy, mình muốn tiếp tục. Ôi, chưa ngủ hả mọi người? Quá lì quá nhỉ. Từ cái hôm đầu tiên ấy, ngay từ hôm đầu tiên ấy, thì anh nghĩ là anh với cả anh Duy đã đều có ấn tượng với em rồi. Bởi vì em rất là hoạt ngôn, em rất là cởi mở mọi người. Em không ngại giống như cái cách mà Quyên với cả Ngân làm. Đó. Thì cái ngày mà em đi về Sài Gòn á thì thực sự là anh với cả anh Duy, anh không biết là đúng hay sai nhá. Nhưng mà anh với anh Duy cảm thấy rất là tiếc bởi vì em không thể tham gia cùng mọi người trong 2 ngày. Và anh đã cố gắng là bằng mọi cách phải làm sao mà ở lại với em lâu nhất có thể. Anh không có nha. Bả với anh có một khoảng cách vậy đó, anh không bao giờ chạm được đến bả. Anh không phải là gu của chân. Ủa xin lỗi, em cũng không phải gu của anh. Cái vấn đề gu của mình đó mình bỏ qua một bên đi. Em không nói tới. Chửi vô mặt á. Ok. Câu chuyện ngày hôm nay ba chàng trai đi hẹn hò với em. Nếu như một trong ba chàng trai đó tỏ tình với em thì em mong muốn chàng trai nào sẽ tỏ tình với em? Nếu như có ai chọn em trong một trong ba người, nếu như có ai chọn em, thật sự là em không biết, tại vì suy nghĩ mỗi người sẽ mỗi khác và tính ngày mai mọi thứ nó sẽ khác. Với em mọi thứ sẽ có thể thay đổi hết. Nhưng mà nếu như một trong ba người có ai tỏ tình với em thì em vẫn sẽ giữ cái quan điểm của em như là hồi chiều nay em nói. Chọn một người thì em sẽ chọn ai? À hả? Em chọn anh. Em chọn anh. Chung anh. Chung anh. Hả? Và... Ừ. Và em tin là mấy anh sẽ có một cái sự chín chắn, trưởng thành và tinh tế và tất cả mọi thứ và giữ đựng kiên định của mình. Để mà như mấy anh đã có quyết định rồi, mấy anh vẫn giữ kiên định đó dù như thế nào thì nữa thì nó vẫn sẽ là
em rất là gọi là sao ta cảm kích appreciate kiểu rất là cảm kích. Arisa là gì? Anh không cần biết, anh Trung hiểu nè. Rất là cảm kích và rất là quý mến một rất là đó. Tại em muốn giữ nguyên quan điểm của em như vậy. Ok, đi ngủ ha. Hey, high five. Hi, group high five. Yeah. Đêm nay cứ ngỡ thế là xong, nhưng không, câu chuyện vẫn tiếp diễn. How kiss be? Ôi đi đâu em? Đi. How kiss be? Trời ơi. Thật nè. Ngủ thiệt. Đi ngủ. Đi ngủ. Anh đi ngủ đi, ngày mai tỉnh táo. Hai hả? Đây hai. Yeah, for sure. Thôi anh. I never think that I'm gonna be in this position. Mm. Anh cứ nói với em thoải mái nhanh, không có gì hết. Bình tĩnh. Anh cứ nói với em thoải mái, bình thường. Những gì anh nghĩ bây giờ, anh đó. Dạ máy đi. What are those things? Like the camera or like... That's the rule. Kể đi, anh cứ nói chuyện với em. Chưa, anh không nói được. Ngày mai nói. Ngày mai nói, ok. Ngày mai nói. Đứng lên. Đi về, đi về, đi về. Ngày mai nói. Em đi trước không? Hả? Em đi trước không? Em đi trước đúng không? Ừ. Thì em sẽ lên phòng nha. Ok, anh ok đúng không? Yeah. Ừ, ngày mai nói. Sao vậy hôm nay có mỗi anh là bạn anh ngồi với em vui nha khi mà thấy anh gọi đây không? Đương nhiên anh luôn ở bên cạnh em mà. Sống nó có nhiều thứ mà mình phải thú vị với nó, bởi vì mình không biết ngày mai mình sẽ diễn ra như thế nào, và anh chỉ tôn trọng cảm xúc của ngày hôm nay của em thôi. Còn ngày mai thì nói chuyện với anh tiếp, thì anh sẽ tôn trọng cảm xúc của ngày mai. Bên tất cả những câu chuyện đó, nó là cảm xúc của em. Sao? Tôi thấy chương trình có lựa chọn tôi sai không ta? Tôi thấy chương trình lựa chọn tôi sai á.
trò chơi cảm xúc luôn gặp điều thú vị. Biết tất cả mọi người, em đừng nghĩ em tự chủ được cảm xúc của em. No, khi em va chạm vấn đề đi, em mới thấy em không còn làm chủ được nó nữa. Anh thích điều này ở em, anh thích cái cảm xúc bây giờ ở em. Anh thích cảm xúc đó, đó là em á. Em nghĩ em luôn mạnh mẽ, em nghĩ em luôn sẽ vượt qua mọi thứ trong cuộc sống của em. Nhưng em không ngờ rằng mọi thứ đó là em nghĩ. Nhưng em đã và đang trải qua cái câu chuyện thực tế rồi. Em chỉ muốn, thực sự bây giờ em chỉ muốn là ở một mình. Em cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ nói với anh Vinh ngày mai à. Em tốt phần với anh hả? Em nói với anh ngày mai hả? Ừ. Sáng hôm nay, các thành viên sẽ có những cuộc hẹn cuối cùng trước giờ phút quyết định. Và ở lượt đầu tiên, các cô gái sẽ có quyền lựa chọn chàng trai mình muốn hẹn hò. Bóc vậy luôn á, sao mà không suy nghĩ gì vậy? Không. Đây đây. Xem. Hẹn hò phải màu sắc xíu. Trời ơi. Kìa ông. Hả? Bối cảnh đẹp ha. Trời ơi. Em thấy nó sợ nhờn. Em thấy mình tây hơn. Em có phải một ông đâu. Cái phong cách xì tai của ông gì là như thế không? Kiểu. Rồi chuyện tình cảm sao? Tình cảm mà. Nếu mà em thích cùng một lúc hai người thì sao? Thì em có thể nói, nhưng mà em phải thích người nào hơn. Nếu mà hai người bằng nhau thì sao? Hai người bằng nhau thì coi người nào sẽ thích em hơn. Dạ. Đúng không? Dạ. Mà hai bạn đó thì em nghĩ em sẽ nghiêng về bạn nào nhiều hơn? Cũng có lúc thay đổi, có lúc trên, có lúc một trời người vậy đó. Trên, có lúc một người xuống dưới. Có lúc một người nói như là khoáng đổi vị trí cho nhau, lên xuống, vậy hả? Biên độ dao động. Cho nên mới là khó lựa chọn anh. Chứ nếu mà nó có người là nó đơn thuần thì nó dễ hơn thì nó dễ rồi. Em thích con trai đừng có quá nam tính. Vậy hả? Ừ. Ý không phải là nữa, nhưng mà đừng có quá nam tính, là ý là đừng có lúc nào cũng phải là tỏ ra mình người nam. Người nam thì nó sẽ không có những cái thấu hiểu và có những cái chia sẻ cảm xúc với phụ nữ được. Dạ đúng rồi. Đôi khi á, nam á nó nhạt nhẽo lắm, nam tính á nó bị nhạt nhẽo. Với em á thì em cần một cái người mà có thể là một chút gì đó dễ thương, chút gì đó trẻ con, chút gì đó hài hước. Nhưng mà khi đụng vấn đề thì cũng có cách xử lý của thằng đàn ông. Đúng không? Dạ đúng rồi. Em thấy Phong có nam tính không? Phong cũng không nam tính lắm.
Nhưng mà em nghĩ là do... Thấy nghĩ... Hùng có nam tính không? Hùng hả? Hùng thì em thấy nam tính nhưng mà hơi trẻ con. Với lại một số hành động á, một số hành động nhìn... Nhìn cũng... Có một số khi một số hành động nhìn... Nhìn nói chung là cũng không nam tính lắm. Anh chục năm mà đi học như thế nào rồi? Đại học này, hết học đại học về học PhD luôn. À, học PhD luôn? Ờ. Trời ơi, nhìn anh vậy không dám học PhD luôn á. Đúng không? Ờ. Không ai nghĩ đúng không? Nhìn bụi bặm, nhìn vậy tưởng đi du lịch các kiểu. Ờ, xong PhD là đi làm luôn. À, thì đó thì là học ở trường đại học thì à, làm ở trường thì sẽ có những cái master, những cái PhD đó thì mới làm được. Em sẽ tỏ tình với ai á? Em. Em hả? Trời, nói thẳng vậy luôn á. Trời ơi, sẽ tỏ tình em. Vậy chiều nay anh có tỏ tình với ai không? Em hỏi có hay không thôi, chứ em không có hỏi ai. Anh cũng đang do dự, anh không biết có nên tỏ tình hay không. Ê, cái này em mới thấy nha, cái chuyện của người ta tự nhiên cái mình sáng lắm, đúng rồi. Cái chuyện của mình cái mình trở nên vậy á. Nhất là chuyện tình cảm. Dạ. Ừ. Anh cũng biết là có nên hay không thôi. Em nghĩ là tùy cảm xúc đi. À. Đúng không? Chứ cũng khó nói được. Chắc là sẽ có. Dạ. Chắc là sẽ có. Ủa anh là chính xác là anh nhiêu tuổi ta? 91 đúng không? 91 là 82 mấy rồi, 29 hay 8 rồi? 91 thì năm nay là 29 đúng không? Uh-huh. Anh được cái anh sinh cuối năm. Nên lúc nào anh bảo là anh đang 27 tuổi. anh có ý định lập gia đình không? Hiện giờ á? Không, tương lai á, em không nói bây giờ. Con trai 29 thì cũng hơi trẻ để mà lập gia đình đúng không? Với lại anh còn đang phiêu du, với lại ý là anh có thích cái kiểu gia đình không? Hay là anh là một người thích phiêu du đi đây đi đó? Anh là kiểu thích... Anh có muốn ổn định không á? Thích trải nghiệm. Anh thích trải nghiệm, anh chưa anh ổn định. Anh ổn định. Thì đó, nhìn người của anh là em cũng biết rồi. Không biết ổn định. Em nghĩ anh là người thế nào? Bữa đầu tiên gặp anh, em có suy nghĩ là anh là một người... Nói thật anh đừng buồn nhé. Em nghĩ anh là thật với tính thứ ba. Sau một vài ngày đầu tiên tiếp xúc á thì em vẫn nghĩ anh là như vậy. Nhưng mà thật sự anh có một cái gì đó rất là ấm áp. Anh có thể khiến cho tụi em có thể chia sẻ anh như một người anh của riêng bản thân em nha. Anh rất là tốt, rất là quan tâm chăm sóc. Anh giỏi tất cả mọi thứ, nấu ăn hay là những thứ tỉ mỉ về tay chân anh rất là giỏi. Cho nên là nếu mà sau này có một người con gái nào đó may mắn được anh bên cạnh, em nghĩ sẽ rất là hạnh phúc. Anh thích chị Ngân từ hôm đầu tiên tới giờ đúng không? Tại sao em lại hỏi anh vậy? Tại vì em cảm giác như vậy. Vậy tại sao em lại không hỏi là anh có thích em hay không? Tại vì... Anh có muốn tỏ tình với em hay không? Tại vì em thấy là hình như là không có. Cái điểm nào mà em dám khẳng định với anh là không có? Tại vì em thấy anh hay chăm sóc cho chị Ngân, hay chăm sóc cho chị Quyên nhiều hơn, và thời gian của anh hẹn hò với những người đó cũng nhiều hơn. Chứ đến hiện tại bây giờ em nghĩ là anh thương ai? Anh muốn hẹn hò với ai? Em nghĩ là anh muốn hẹn hò với chị Ngân. Nhưng mà em thấy dạo này Ngân như thế nào? Em thấy dạo này Ngân thì dành tình cảm cho anh Hùng. Vậy tại sao em kêu anh lại hẹn hò với Ngân? Mà có thích không? Cảm giác của... Mà Ngân thật sự có thích anh không? Em không biết, em không biết. Nhưng cảm giác của em thì em thấy chị Ngân thích anh Hùng. Em trong 4 người, 4 gái thì anh thấy em khá là ít nói và rất là khó để hiểu em. Thì hôm nay đây là lần đầu tiên anh được ngồi nói chuyện riêng với em. Trong
bọn anh mấy người con trai cũng hay ngồi bà nói với nhau, nói với em mà không ai thể đoán được cái gì từ em cả. Em rất là gọi là rất là bí ẩn. Nhưng em không phải là cặp đôi bí ẩn. Cái vấn đề mà cặp đôi bí ẩn đấy, anh lúc đầu từ khi tham gia chương trình thì anh cũng không đặt cái vấn đề đấy ra nhiều. Anh chưa bao giờ anh suy nghĩ ai. Tụi mình đa phần là vậy. Em nghĩ bây giờ mới là chính là anh. Bây giờ hả? Sao hai ngày gần đây chứ, hai ngày gần đây mới chính là anh. Có thể nói được cảm xúc của mình, có thể kìm bớt được cảm xúc của mình. Thì khi anh ở phòng với anh Duy thì anh biết là thật sự anh Duy rất thích em, anh Duy mới giỡn với em như vậy. Nhưng mà một người mà người ta không thương em, người ta không thích em, người ta không giỡn em làm gì. Anh nghĩ là anh Duy sẽ là một cái nhân tố từ sự bất ngờ đến với em. Em có thích anh hay không? Cũng có cảm tình với anh. Thật ra là trong 4 mùa thì em có cảm tình với Hùng và anh nhiều nhất. Nhưng mà cái gì ở Hùng có mà anh không có, cái gì ở anh có mà Hùng không có? Thật sự là con gái mà người ta yêu, tại vì em và Hùng tiếp xúc nhiều lắm, tụi em được làm việc chung cùng nhau khá nhiều, công việc trải nghiệm đúng không? Dạ đúng. Thời gian trôi qua anh biết mà, bây giờ mình là con người bằng da bằng thịt, mình đâu phải sỏi đá đâu. Khi mà mình trải qua một quá trình đi chơi làm việc cùng nhau thì đương nhiên mình sẽ nảy sinh tình cảm. Thật sự là kiểu tụi em làm việc chung khá nhiều, và khi mà làm việc cùng mọi người thì em không biết sao, nhưng mà khi làm việc cùng em thì Hùng rất là trẻ con, như là một ông cụ non vậy. Cho nên là đôi khi em hay bắt nạt người ta và kêu người ta châm nước đồ này nọ em. Kiểu như vậy á, thời gian bên nhau nhiều, làm việc cùng nhau vui vẻ, cảm thấy là mình vui khi ở cạnh người đó. Còn nói với anh thì anh là một người, theo em nghĩ nha, là rất là ga lăng, cực kỳ ga lăng, và em cực kỳ thích anh điểm đó. Mới đầu thì em nghĩ là đối với em anh như một người anh em thôi, nhưng tới khi mà cảm giác của em, khi mà anh xách vali lên và anh đi á, em cũng không biết tại sao một cái gì đó thôi thúc em cứ phải chạy theo, em sợ mất, em không có dám mà ngừng lại một tí nào, mặc dù anh nạt em, anh có những thế nào nữa, hoặc là trong bối cảnh đó lúc nào em suy nghĩ anh có thể tức giận, anh có thể đánh em luôn, nhưng mà em không biết tại sao em vẫn cứ đi theo. Mặc dù là trước đó mình nói chuyện với nhau không nhiều, tình cảm em nghĩ trong đầu là anh thích chị Ngân, nhưng mà em cũng không biết tại sao em cứ phải đi theo, cứ phải trong hoàn cảnh đó thì em sợ mất anh. Anh với Ngân như thế nào rồi? Anh à? Ngân à? Cũng bình thường. Trời ok bình thường. Em nghĩ sao? Em thì sao nên thì sao? Em nghĩ như thế nào? Nghĩ về anh với chị Ngân hả? Em thấy hai người ok. Chị em thích điều đó. Ủa rồi ví dụ như em nghĩ anh với em thì sao? Anh với em hả? Thì nó sẽ thì ok theo một cách khác. Thật sự thì em hơi bị xui khi mà 4 ngày để tiếp xúc với một chàng trai. Cái đó không phải là em không muốn tiếp xúc, nhưng mà cái này là em vẫn muốn hiểu hết tất cả mọi người, em vẫn muốn nói chuyện hết tất cả bạn nam, nhưng mà anh là người hôm nay cũng là ngày cuối cùng em nói chuyện, cũng là cuộc hẹn đầu tiên luôn. Lần đầu tiên em hẹn luôn. Trong 4 người con trai. Nếu mà theo như nãy giờ anh nói, em nói thì anh đoán nha. Anh đoán, anh chỉ đoán thôi. Thì trong 4 người con trai thì em có tình cảm với anh. Thì đó là anh đó. Nếu mà tại sao mấy hôm nay em không chịu, kiểu như là nếu mà có tình cảm với anh thì nói chuyện với anh nhiều hơn một chút, thì anh nghĩ mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Tại vì thật sự mình không có cơ hội để nói chuyện. Em cũng thấy như vậy, và em cũng thấy mình hơi khép lại, mình không tự tạo cho mình cơ hội.
Và em nghĩ mọi thứ đều có lý do của nó. Và cảm nhận của em về anh là một cảm nhận tốt. Một người... cũng có thể là lần đầu tiên mà em hôn một ai đó. Nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận. Từ từ. Kiểu vậy, sáng hôm sau em không dám nhìn mặt anh luôn, rất là sợ. Em nói chị Anh, chị Ngân ơi, trời ơi, em gặp anh Hùng không dám nhìn mặt luôn á. Em còn thấy con cá sấu rất là kinh khủng với em. Và em nhận rất là khó chịu. Kiểu vậy. Trong đêm cuối, Trung Anh đã mấy lần muốn hẹn riêng cùng Bích Trân, nhưng Duy vẫn luôn hiện diện cùng hai người. Và càng gần tới giờ phút quyết định, câu chuyện càng rối rắm. Khi Ngân thú nhận vẫn còn phân vân giữa hai người, Quyên thừa nhận là ngoài Phong thì cũng có tình cảm với Hùng. Trung Anh thì lại khẳng định sẽ dành lời tỏ tình cho Bích Trân. Câu chuyện tình cảm trong ngôi nhà chung sơ đi 11 sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn đón xem tập cuối vào tuần sau.